Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7, trang 58, 59, bài 5, tìm hiểu chung về văn biểu cảm. Số 1 nhỏ, thế nào là một văn bản biểu cảm? Thì ở câu số 1 này, các em hãy đọc lại cái lý thuyết trong bài tìm hiểu chung về văn biểu cảm để nắm cái khái quát, để nắm cái khái niệm về cái thể loại văn bản này. Thì văn bản biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc. Tiếp theo câu 2, dòng nào sau đây nói đúng về nhất về cái văn biểu cảm? A. Chỉ biểu hiện cảm xúc, không có yếu tố miêu tả và từ sự. B. Không có yếu tố lập luận triết lý. C. Cảm xúc chỉ được thể hiện trực tiếp. D. Cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Như vậy ở câu số 2 này các em cần phân biệt cái phương thức biểu đạt và các loại văn bản. Một loại văn bản được xác định bởi một phương thức biểu đạt chính. Ngoài ra thì nó có thể đan xen các yếu tố phương thức biểu đạt khác. Như vậy ở đây cái dòng nói đúng nhất về văn biểu cảm đó là về cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp và gián tiếp. Như vậy thì các em sẽ câu 2 các em chọn dòng về cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp và gián tiếp. Rồi tiếp theo câu 3, so sánh hai đoạn văn sau và cho biết đoạn văn nào là biểu cảm vì sao, hãy chỉ ra nội dung biểu cảm của đoạn văn ấy. Thì các em sẽ đọc lại cái đoạn văn, các em hãy đọc cái đoạn văn trong sách giáo khoa, trong sách vở bài tập và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Các em, tức là các em sẽ ghi lại cái ghi nhớ về cái văn biểu cảm. Thì đoạn văn biểu cảm sẽ là đoạn được bộc lộ cái tình cảm, cảm xúc của người viết và khêu gợi cái tình cảm, cảm xúc của người đọc. Nếu đoạn nào có đặc điểm trên thì sẽ là đoạn văn biểu cảm. Như vậy thì cái đoạn văn biểu cảm đó là đoạn văn B. Nội dung tình cảm thể hiện đó là sự yêu mến trước sức sống của loài hoa hải đường và sự say đắm ngợi ca vẻ đẹp dung dị khỏe khoắn của loài hoa này. Rồi tiếp theo câu 4, hãy chỉ ra nội dung biểu cảm ở bài hai bài Sông núi nước Nam và Phổ giả về kinh. Thì các em hãy đọc lại hai bài thơ để nghiệm xem cái mình có cái tình cảm, cảm xúc nào, cũng như là phát hiện ra cái tình cảm nào của tác giả thể hiện trong hai bài thơ đó. Rồi các em còn, ngoài ra các em còn có thể là tham khảo thêm cái bài giảng trên lớp về hai bài thơ này. Như vậy thì ở đây cái nội dung chủ yếu, nội dung biểu cảm trong hai bài thơ, trong bài thơ Sông núi nước Nam và Phò giả về kinh đó là: bài Sông núi nước Nam thì khẳng định niềm tự hào về nền độc lập của dân tộc. Còn về Phò giả về kinh thì thể hiện cái khí thế chiến thắng hào hùng cùng khát vọng hòa bình lâu dài của dân tộc. Rồi tiếp theo câu 5, kể tên một số bài văn biểu cảm trữ tình hay mà em biết. Thì các em xem lại một số cái bài đã học và đã đọc, chọn ra các bài có phương thức biểu cảm thì các em kể một số bài mà em thích. Thì ở đây cô ví dụ như là những cái bài văn biểu cảm hay đó là bài Cô Tô, Sông nước Cà Mau, Đêm nay Bác không ngủ và Cây tre Việt Nam. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.